Trong một thế giới đầy biến đổi và cạnh tranh khốc liệt, việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nếu bạn không thực sự tiết kiệm và quản lý tài chính tốt trong năm qua, có lẽ bạn sẽ cảm thấy sự bất ổn ngày càng lớn trong công việc và cuộc sống. Nền kinh tế toàn cầu đang dần thay đổi, và những nguyên tắc kiếm tiền cũ kỹ dường như không còn phù hợp nữa. Kiếm tiền bây giờ không chỉ đơn thuần là tạo ra của cải từ lao động, mà là biết cách chuyển đổi tài sản một cách thông minh và hiệu quả. Chính vì thế, hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn 14 cách kiếm tiền tỷ trong 5 năm tới. Những phương pháp nếu bỏ lỡ, có thể bạn phải đợi đến tận 20 năm sau mới có cơ hội tương tự. Những phương pháp này không yêu cầu bạn phải có một nền tảng tài chính lớn hay kiến thức chuyên sâu về đầu tư, nhưng chúng đòi hỏi bạn phải có sự cam kết và quyết tâm. Ngay từ khi bắt đầu, tôi khuyên bạn hãy ghi nhớ rằng khoản tiền đầu tiên mà một doanh nhân kiếm được thường là tiền đen, một câu nói phổ biến trong giới kinh doanh. Đó là lý do tại sao việc học hỏi và tìm ra phương pháp phù hợp ngay từ bây giờ có thể giúp bạn thay đổi tương lai tài chính của mình. Nếu bạn thực sự cam kết với mục tiêu làm giàu, tôi khuyến khích bạn hãy comment ngay dưới video này với câu nói "Tôi muốn giàu có". Đây không chỉ là một lời cam kết với chính bản thân, mà còn là dấu hiệu cho thấy bạn sẵn sàng bắt đầu hành trình của mình. Và tin tôi đi, khi tôi thấy bình luận của bạn, sự giàu có sẽ đến với bạn nhanh hơn gấp 10 lần. Tôi sẽ tặng bạn một trái tim để khởi động hành trình đó. Nhưng nhớ rằng, sự cam kết và nỗ lực từ chính bạn mới là điều quan trọng nhất. Trước khi đi vào từng phương pháp cụ thể, hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video này để ủng hộ kênh của tôi. Mỗi hành động nhỏ đó sẽ giúp chúng ta kết nối với nhau, giúp bạn tiếp cận thêm nhiều thông tin giá trị trong hành trình làm giàu của mình. Phương pháp 1. Tạo ra giá trị từ thứ nhỏ nhất. Chúng ta hãy bắt đầu với một câu chuyện thực tế về một cô gái 22 tuổi đến từ Trung Quốc. Bạn có thể nghĩ rằng kiếm hàng triệu đô la là điều không tưởng, nhưng câu chuyện này sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ. Cô gái trẻ này xuất thân là một người chuyên thu gom phế liệu, đã tạo ra một mô hình kinh doanh đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Câu chuyện bắt đầu khi cô cùng bạn trai đến du lịch tại Ngọc Sơn, một địa danh nổi tiếng ở Trung Quốc. Trong chuyến đi đó, cô nhận ra một điều đơn giản. Mỗi du khách khi đến đây đều mua nước suối để giải khát. Tuy nhiên, giá nước suối tại chân Ngọc Sơn cao gấp đôi so với các khu vực khác. Từ quan sát này, cô đã nảy ra một ý tưởng kinh doanh táo bạo, bán nước suối miễn phí. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng phương pháp của cô rất thông minh. Cô quyết định phát miễn phí 2.000 chai nước suối mỗi ngày, với điều kiện mỗi du khách phải đặt cọc 1 đô la để nhận nước. Khi họ quay lại sau khi leo núi, họ có thể trả lại chai và nhận lại tiền cọc. Nếu họ không quay lại, cô sẽ giữ số tiền đó. Hãy thử tính toán một chút, giá mua xỉ mỗi chai nước suối chỉ khoảng 0,2 đô la. Với 2.000 chai, tổng chi phí là 400 đô la. Nếu 400 du khách không quay lại trả chai, cô không mất gì. Nhưng nếu số người không trả lại chai nhiều hơn, cô bắt đầu có lãi. Thậm chí, nếu có tới 600 du khách không quay lại trả chai, lợi nhuận của cô sẽ càng lớn hơn. Ban đầu, bạn trai của cô không tin vào kế hoạch này và phản đối mạnh mẽ. Nhưng khi thấy cô quyết tâm và chứng kiến hiệu quả sau vài tháng, anh ta đã thay đổi suy nghĩ và cùng cô tham gia vào công việc kinh doanh này. Câu chuyện kết thúc với việc cô gái phát tới 3.000 chai nước suối mỗi ngày, nhưng chỉ có 21% du khách quay lại trả chai. Điều này có nghĩa là phần lớn du khách đã để lại khoản tiền cọc của họ, và điều đó mang về lợi nhuận khổng lồ cho cô gái mà không cần chi quá nhiều tiền đầu tư ban đầu. Cô không cần thuê nhân viên, không cần kho bãi hay cơ sở vật chất lớn. Mọi thứ bắt đầu chỉ từ một ý tưởng đơn giản. Đôi khi, thành công không đến từ việc bạn có bao nhiêu tài nguyên, mà từ cách bạn sử dụng chúng. Cô gái trong câu chuyện này đã biến một thứ tầm thường như nước suối thành một cơ hội kiếm tiền tỷ bằng cách nắm bắt nhu cầu của thị trường và sáng tạo trong cách tiếp cận. Điều này chứng tỏ rằng sáng tạo và khả năng nhìn thấy cơ hội trong những điều nhỏ nhặt nhất là yếu tố quan trọng để thành công. Không cần phải bắt đầu từ một số vốn lớn, không cần phải có kiến thức chuyên sâu về tài chính. Chỉ cần một ý tưởng tốt và sự kiên trì, bạn có thể biến nó thành nguồn lợi nhuận không tưởng. Trong phần tiếp theo của video, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn những phương pháp khác có thể áp dụng ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Những phương pháp này được thiết kế để giúp bạn làm giàu bất kể điều kiện thị trường. Hãy cùng tôi khám phá thêm.
Phương pháp thứ hai, khai thác tâm lý con người để làm giàu. Sau khi đã hiểu về cách thức kiếm tiền qua một phương pháp thông minh và độc đáo trong ví dụ đầu tiên, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những chiến lược khác, không chỉ giúp bạn kiếm tiền mà còn có thể khiến bạn thay đổi cách nhìn nhận về việc kinh doanh. Ví dụ về ô chia sẻ. Sức mạnh của marketing sáng tạo. Chúng ta tiếp tục với một câu chuyện khác về một công ty đã tận dụng sự phổ biến của ô để làm giàu. Công ty này tung ra thị trường 30.000 chiếc ô chia sẻ, được đặt khắp nơi trong các khu phố sầm uất của thành phố. Người dùng chỉ cần quét mã và đặt cọc $3 để sử dụng ô với giá $0.3 mỗi giờ. Thật thú vị là chỉ sau vài ngày, rất nhiều chiếc ô đã biến mất, tức là người dùng mang về nhà và không trả lại. Đối với một số người, khoản đặt cọc $3 không đáng kể, họ sẵn sàng giữ lại chiếc ô mà không cần hoàn trả. Tuy nhiên, thay vì lo lắng về việc thất thoát tài sản, chủ doanh nghiệp lại cảm thấy hài lòng và thậm chí vui mừng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì giá thành sản xuất một chiếc ô chỉ có $1. Do đó, khi một người không trả lại ô, công ty đã thu về lợi nhuận ngay lập tức. Hơn nữa, việc này còn biến ô thành một sản phẩm marketing hiệu quả. Khi người dùng giữ chiếc ô, họ vô tình mang theo thương hiệu của công ty đi khắp nơi. Kết quả là, chỉ trong vài ngày, toàn bộ 30.000 chiếc ô đã được bán mà không cần một kênh bán hàng trực tiếp nào. Đây chính là một chiến lược marketing cực kỳ thông minh, lợi dụng tâm lý lười biếng và sự ham rẻ của con người để biến sản phẩm thành công cụ kiếm tiền. Bài học từ chiến lược marketing ô chia sẻ. Khai thác tâm lý người dùng là chìa khóa thành công trong marketing. Đôi khi, không cần phải bán trực tiếp để tạo doanh thu. Sản phẩm của bạn có thể trở thành một công cụ tiếp thị nếu biết cách sử dụng đúng. Tối ưu hóa giá trị sản phẩm thông qua những cách tiếp cận mới mẻ, sáng tạo. Vậy phương pháp này có thể áp dụng tại Việt Nam hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Với sự phát triển của các ứng dụng công nghệ và việc sử dụng điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng chiến lược tương tự để thu hút khách hàng và tạo ra doanh thu nhanh chóng. Ví dụ về mặt nạ. Lợi nhuận từ sự lười biếng. Trong một ví dụ khác, một doanh nhân trẻ đã khai thác tâm lý của người tiêu dùng để tạo ra một mô hình kinh doanh hiệu quả từ việc bán mặt nạ. Anh này đã tuyển mười mấy người để phát miễn phí những chiếc mặt nạ giá $1-$2 cho người qua đường, với điều kiện họ phải quét mã QR, theo dõi trang và thêm bạn bè trong vòng 7 ngày. Kết quả là hơn 100.000 chiếc mặt nạ đã được phát miễn phí, nhưng chỉ có chưa đến 20.000 chiếc được trả lại. Tại sao? Vì với chỉ $1, rất nhiều người cảm thấy không đáng để đứng xếp hàng để lấy lại tiền. Đối với họ, số tiền đó quá nhỏ bé để tốn thời gian và công sức. Nhưng đối với doanh nhân này, đây là một cơ hội kiếm tiền tuyệt vời. Với mỗi chiếc mặt nạ bị giữ lại, anh đã kiếm được $0.5 lợi nhuận. Sau khi trừ chi phí nhân công khoảng $5.000, anh đã lãi ròng lên tới $35.000. Không chỉ vậy, anh còn thu về 100.000 người theo dõi mới cho trang của mình. Mặt nạ được trả lại cũng có thể tái sử dụng và bán tiếp vào các dịp lễ lớn như Tết hay Halloween, khiến lợi nhuận càng tăng cao. Bài học từ chiến lược bán mặt nạ. Tận dụng sự lười biếng và tâm lý coi nhẹ những giá trị nhỏ để tạo ra lợi nhuận. Chi phí thấp không đồng nghĩa với lợi nhuận thấp nếu bạn biết cách khai thác tâm lý khách hàng. Sự thành công không chỉ đến từ việc bán hàng, mà còn từ việc xây dựng lượng khách hàng tiềm năng cho những chiến dịch sau này. Phương pháp thứ ba, tận dụng mối quan hệ để thành công. Chúng ta thường nghe câu nói quan hệ là tiền tệ, hay nhất cận lân, nhì cận thân. Để nói về tầm quan trọng của mối quan hệ bạn bè thân thiết hay họ hàng thân thiết, bằng cách thiết lập các mối quan hệ bền vững với đồng nghiệp, nhà tuyển dụng, đối tác và khách hàng, một người có thể tạo ra nhiều cơ hội cho bản thân để tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Câu chuyện tiếp theo là về một người tài xế taxi bình thường, nhưng nhờ một mẹo nhỏ, anh đã kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm. Anh Vương, 30 tuổi, sống tại Đài Bắc và làm nghề lái taxi hơn một thập kỷ. Công việc của anh chỉ đủ để sống qua ngày và anh luôn tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc đời. Một ngày nọ, khi chở một vị khách đến sân bay, anh Vương đã có cơ hội tiếp xúc với một người hiểu biết. Vị khách này đã chỉ cho anh một mẹo nhỏ để kiếm thêm thu nhập từ công việc của mình. Ông khuyên anh Vương nên hợp tác với các khách sạn lớn trong thành phố. Khách sạn thường có rất nhiều khách cần đi sân bay,
Và nếu anh có thể thỏa thuận với nhân viên lễ tân, họ sẽ gọi anh mỗi khi có khách đặt chuyến đi sân bay. Phần lợi nhuận được chia theo tỷ lệ 80-20, trong đó anh Vương nhận phần lớn. Ban đầu, anh Vương khá ngạc nhiên vì sự đơn giản của mẹo này. Nhưng sau khi áp dụng, anh nhận ra rằng đó thực sự là một chiến lược kiếm tiền tuyệt vời. Nhờ vào các mối quan hệ với các khách sạn, mỗi ngày anh có hàng trăm khách hàng cần đi sân bay. Không chỉ dừng lại ở việc tự mình chở khách, anh còn chiêu mộ thêm 100 tài xế taxi khác để mở rộng quy mô và chia sẻ lợi nhuận với họ theo tỷ lệ 70-30. Bài học từ chiến lược của anh Vương: tận dụng mối quan hệ là chìa khóa để mở rộng quy mô kinh doanh. Thành công không chỉ đến từ việc làm việc chăm chỉ, mà còn từ việc biết cách để người khác làm việc cho mình. Một thay đổi nhỏ trong tư duy có thể tạo ra sự khác biệt lớn về kết quả. Phương pháp thứ tư: mô hình kinh doanh không xung đột lợi ích. Một trong những mô hình kinh doanh thành công đáng học hỏi chính là mô hình phòng gym của một nữ doanh nhân trẻ. Cô đã đầu tư 50.000 tệ để mở phòng gym và thiết kế một mô hình kinh doanh mà không có sự xung đột lợi ích giữa chủ và nhân viên. Thay vì trả lương cho các huấn luyện viên, cô đưa ra một thỏa thuận đặc biệt. Mỗi huấn luyện viên có thể giữ toàn bộ thu nhập từ dịch vụ họ cung cấp, với điều kiện họ chỉ cần trả 4.000 tệ mỗi tháng phí quản lý cho công ty. Ví dụ, nếu một huấn luyện viên hướng dẫn cá nhân một khách hàng với gói 84.000 tệ, toàn bộ số tiền này thuộc về huấn luyện viên. Công ty chỉ thu một khoản phí nhỏ hàng tháng. Nhờ vào mô hình này, công ty không chỉ thu hút được nhiều huấn luyện viên giỏi, mà còn đảm bảo họ làm việc hết mình vì lợi ích cá nhân. Dịch vụ của phòng gym ngày càng được cải thiện và thu nhập của nữ doanh nhân tăng lên đáng kể. Cô đã mở thêm nhiều chi nhánh ở các thành phố khác với cùng mô hình và thu nhập hàng năm của cô lên đến hơn 200 triệu tệ. Bài học từ mô hình phòng gym: một mô hình kinh doanh thành công không chỉ dựa trên doanh thu, mà còn từ việc tạo ra một môi trường làm việc không xung đột lợi ích. Khi nhân viên cảm thấy họ được hưởng lợi từ công việc, họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn và hiệu quả hơn. Mô hình này có thể áp dụng cho nhiều ngành nghề khác nhau, từ các tiệm cắt tóc cho đến các dịch vụ tư vấn. Từ các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng sự thành công trong việc kiếm tiền không chỉ đến từ việc làm việc chăm chỉ, mà còn từ việc tận dụng các cơ hội và khai thác tâm lý con người một cách thông minh. Những mô hình kinh doanh sáng tạo, khai thác tâm lý người tiêu dùng và tận dụng mối quan hệ là những yếu tố quan trọng giúp tạo ra sự giàu có trong thời đại ngày nay. Phương pháp 5: tại sao mở cửa hàng bán lẻ lại có thể là trò lừa kiếm tiền lớn nhất? Trong thế giới kinh doanh hiện đại, có rất nhiều phương pháp khác nhau để kiếm tiền và làm giàu. Một trong những cách đó là việc mở cửa hàng bán lẻ. Thoạt nghe, nhiều người có thể nghĩ rằng đây chỉ là một mô hình kinh doanh đơn giản, dựa vào việc kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Tuy nhiên, để thực sự thành công và tạo ra những khoản lợi nhuận khổng lồ từ mô hình này, bạn cần phải thay đổi hoàn toàn tư duy kinh doanh. Hãy bắt đầu bằng một ví dụ đơn giản. Một cửa hàng tiện lợi bán một tô mì với giá gốc $1 và bán ra cũng chỉ với giá $1. Rất nhiều người sẽ nghĩ đây là một trò đùa, bởi vì thông thường, việc kinh doanh dựa trên sự chênh lệch giá bán và giá gốc. Nhưng thực ra, nếu bạn hiểu rõ cách thức kiếm tiền từ mô hình này, bạn sẽ nhận ra đây là một chiến lược rất thông minh. Thay đổi tư duy, tại sao không kiếm tiền từ chênh lệch giá? Khi bán sản phẩm với giá gốc, rất nhiều người sẽ tự hỏi, làm sao để kiếm được tiền nếu không có sự chênh lệch giá bán? Câu trả lời rất đơn giản. Không phải lúc nào lợi nhuận cũng đến từ việc bán hàng trực tiếp. Thay vì tập trung vào sự chênh lệch giá, bạn có thể kiếm tiền từ các nguồn thu khác, và đó chính là cách mà rất nhiều cửa hàng bán lẻ hiện nay đang làm. Một ví dụ nổi bật là Sam's Club, một chuỗi siêu thị lớn tại Mỹ. Trong khi các cửa hàng khác bán chai rượu Moutai với giá $400, Sam's Club chỉ bán với giá $200, tức là bằng đúng giá gốc. Điều này rõ ràng thu hút rất nhiều khách hàng, bởi vì ai cũng muốn mua được sản phẩm giá rẻ. Nhưng điều quan trọng là Sam's Club không kiếm tiền từ sự chênh lệch giá này. Họ có ít nhất 4 cách khác để tạo ra lợi nhuận, một trong số đó là thu phí thành viên. Với mức phí thành viên từ 40 đến $100 mỗi năm, Sam's Club thu về hàng tỷ đô la chỉ từ phí này. Đó không chỉ là một dòng tiền ổn định, mà còn là lợi nhuận thuần túy,
bởi vì họ không phải chi quá nhiều chi phí để duy trì dịch vụ này. Mô hình kinh doanh của quán mì với giá gốc 1 đô la. Hãy tưởng tượng bạn mở một tiệm mì và quyết định bán mỗi bát mì với giá 1 đô la, đúng bằng giá gốc. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng bạn không thể kiếm được tiền từ mô hình này, bởi vì không có sự chênh lệch giá. Tuy nhiên, thực tế là bạn có thể kiếm rất nhiều tiền từ chiến lược này. Thay vì kiếm tiền từ tô mì, bạn có thể thu hút khách hàng bằng cách mời họ trở thành thành viên của quán. Để được hưởng mức giá ưu đãi 1 đô la mỗi lần ăn, khách hàng chỉ cần trả một khoản phí thành viên, ví dụ là 50 đô la mỗi năm. Điều này sẽ khiến nhiều người băn khoăn. Tại sao tôi lại phải trả 50 đô la để trở thành thành viên của một quán mì nhỏ? Câu trả lời nằm ở giá trị mà bạn đem lại cho họ. Để khiến khách hàng cảm thấy an tâm và tin tưởng khi trở thành thành viên, bạn có thể tặng họ một món quà trị giá 50 đô la khi đăng ký. Đây có thể là một thiết bị gia dụng như máy xay sinh tố, máy ép trái cây, hoặc thậm chí là một chai rượu trị giá 50 đô la. Thực tế là, chi phí để bạn mua những món quà này có thể chỉ khoảng 10 đô la, hoặc thậm chí ít hơn nếu bạn mua với số lượng lớn. Như vậy, với mỗi lần có một khách hàng đăng ký thành viên, bạn đã lãi ngay 30 đô la. Nếu bạn có 5.000 thành viên, chỉ riêng từ phí thành viên, bạn đã thu về 150.000 đô la lợi nhuận. Nhưng điều này chưa phải là tất cả. Khách hàng khi đến quán thường không chỉ ăn một bát mì, họ sẽ gọi thêm các món ăn phụ, đồ uống và thậm chí là bia. Tất cả đều là những khoản doanh thu phụ giúp bạn gia tăng lợi nhuận. Khi đã có một lượng khách hàng ổn định, bạn sẽ có nhiều cơ hội để tối ưu hóa chi phí chuỗi cung ứng. Với số lượng hàng hóa lớn hơn, bạn có thể đàm phán để giảm giá thành mua hàng từ các nhà cung cấp. Điều này giúp bạn tiếp tục gia tăng lợi nhuận mà không cần phải tăng giá bán. Bài học từ chiến lược kinh doanh của Sam's Club và tiệm mì. Lợi nhuận không nhất thiết phải đến từ việc bán hàng trực tiếp. Các nguồn thu khác như phí thành viên có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn rất nhiều. Tạo ra giá trị cho khách hàng, khiến họ sẵn lòng trả tiền để trở thành thành viên. Khi đã có lượng khách hàng trung thành, bạn có thể giảm chi phí chuỗi cung ứng và tiếp tục tối ưu hóa lợi nhuận. Tập trung vào các khoản lợi nhuận khó thấy. Trong thế giới kinh doanh hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung vào những khoản lợi nhuận dễ thấy, như sự chênh lệch giữa giá bán và giá gốc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thực sự thành công, hãy tìm cách khai thác những khoản lợi nhuận khó thấy mà đối thủ của bạn thường bỏ qua. Một ví dụ điển hình khác là Amazon Prime, dịch vụ thành viên của Amazon. Khi khách hàng trả một khoản phí hàng năm để trở thành thành viên Prime, họ không chỉ nhận được dịch vụ giao hàng nhanh mà còn được hưởng nhiều ưu đãi khác như phim ảnh, âm nhạc, sách điện tử, v.v. Điều này giúp Amazon thu hút hàng triệu người dùng, đồng thời tạo ra một nguồn doanh thu ổn định từ phí thành viên, mặc dù phần lớn các mặt hàng trên Amazon đều được bán với giá rất cạnh tranh. Chiến lược bán lẻ có thể áp dụng cho mô hình kinh doanh đồ ăn và đồ uống hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Trong lĩnh vực đồ ăn và đồ uống, bạn có thể áp dụng chiến lược tương tự bằng cách tạo ra giá trị bổ sung cho khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ thành viên. Ví dụ, bạn có thể mở một quán cà phê hoặc quán ăn và cung cấp chương trình thành viên với các ưu đãi hấp dẫn như giảm giá, tặng quà hoặc dịch vụ đặc biệt chỉ dành cho thành viên. Điều quan trọng là bạn phải tạo được lòng tin và sự cam kết từ phía khách hàng. Hãy luôn tạo ra cảm giác rằng họ đang nhận được nhiều giá trị hơn so với số tiền họ bỏ ra. Khi đã xây dựng được một lượng khách hàng trung thành, bạn sẽ có nhiều cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận thông qua các khoản thu khó thấy như phí thành viên, doanh thu từ sản phẩm phụ và các ưu đãi khác. Mở cửa hàng bán lẻ không chỉ đơn thuần là bán sản phẩm với giá chênh lệch để kiếm lợi nhuận. Đó là một trò chơi tinh vi, đòi hỏi bạn phải biết cách khai thác các nguồn thu nhập tiềm năng mà không phải ai cũng nhìn thấy. Khi bạn đã có một lượng khách hàng ổn định, bạn sẽ có quyền quyết định và khả năng tối ưu hóa lợi nhuận thông qua các chiến lược thông minh. Nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh, đồ ăn và đồ uống, hãy học cách tạo ra giá trị cho khách hàng và khai thác các nguồn thu nhập từ dịch vụ thành viên, sản phẩm phụ và các chương trình ưu đãi khác. Đó mới chính là cách giúp bạn kiếm được tiền tỷ trong 5 năm tới. Nếu bạn thấy chiến lược này hữu ích, hãy bình luận số 1. Nếu bạn không đồng ý hoặc có quan điểm khác, hãy bình luận số 2. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn.
Phương pháp thứ 6, tăng gấp đôi số tiền của bạn chỉ với 10.000 đô la. Trong phần tiếp theo của video này, chúng ta sẽ khám phá cách làm thế nào để từ một khoản vốn nhỏ, bạn có thể tạo ra lợi nhuận lớn trong một thời gian ngắn. Hãy bắt đầu với một giả định đơn giản. Bạn chỉ có 10.000 đô la và muốn nhanh chóng biến số tiền này thành 20.000 đô la. Làm thế nào để thực hiện điều đó một cách hiệu quả? Đây là một chiến lược mà bạn có thể áp dụng. 1. Sử dụng 3.000 đô la để mua 3.000 đôi tất từ chợ đầu mối. Chợ đầu mối là nơi bạn có thể mua hàng với giá xỉ thấp nhất, giúp bạn có được một nguồn hàng giá rẻ với chất lượng ổn định. 2. Chi 3.000 đô la để mua 600 thùng nước giặt từ nhà máy. Nước giặt là một sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, luôn có nhu cầu lớn trên thị trường. Việc kết hợp tất và nước giặt sẽ tạo ra một gói sản phẩm đặc biệt, thu hút sự chú ý của khách hàng. 3. Dùng 100 đô la để mua một chiếc bàn nhỏ để bán hàng, và 100 đô la nữa để mua một chiếc loa nhỏ để quảng cáo sản phẩm tại khu vực bán hàng. 4. Cuối cùng, chi 800 đô la để mua một xe đẩy di động. Điều này giúp bạn dễ dàng di chuyển và bán hàng tại những khu vực sầm uất, nơi có nhiều người qua lại. Với tất cả những công cụ trên, bạn đã sẵn sàng bắt đầu kinh doanh. Bạn có thể bán tất với giá 30 đô la mỗi đơn hàng. Và để tăng tính hấp dẫn, bạn sẽ tặng kèm một thùng nước giặt trị giá 30 đô la cho mỗi đơn hàng. Như vậy, khách hàng sẽ cảm thấy mình nhận được nhiều giá trị hơn so với số tiền họ bỏ ra. Lợi nhuận từ chiến lược này. Chi phí cho 6 đôi tất là 6 đô la. Chi phí cho một thùng nước giặt là 5 đô la. Tổng chi phí cho mỗi đơn hàng là 11 đô la, trong khi giá bán là 30 đô la, tức là bạn sẽ lãi 19 đô la mỗi đơn hàng. Nếu bạn bán được 40 đơn hàng mỗi ngày, bạn sẽ kiếm được 760 đô la tiền lãi mỗi ngày. Chỉ sau một tháng, bạn đã có thể kiếm được 24.000 đô la, tức là đã tăng gấp đôi số vốn ban đầu của mình chỉ trong vòng 30 ngày. Nếu bạn tiếp tục chiến lược này trong một năm, con số lợi nhuận có thể lên đến 200.000 đô la. Đây là một phương pháp kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả, kết hợp giữa sản phẩm giá rẻ và các ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng. Phương pháp thứ 7, chiến thuật marketing áo thun. Câu chuyện thành công tiếp theo là về một sinh viên trẻ kinh doanh áo thun và áp dụng một chiến thuật marketing vô cùng sáng tạo. Trong một ngày, anh ấy bán được hơn 500 chiếc áo thun nhờ vào chiến lược giảm giá đặc biệt mà bạn có thể học hỏi. Chiến thuật bán hàng của anh ấy như sau. Giá của một chiếc áo thun là 55 đô la, nhưng nếu bạn mua thêm những chiếc tiếp theo, giá sẽ giảm dần. Chiếc áo thứ nhất có giá 55 đô la, chiếc áo thứ hai có giá 35 đô la, chiếc áo thứ ba chỉ còn 9 đô la, và chiếc áo thứ tư chỉ có giá 1 đô la. Với chiến thuật này, rất nhiều khách hàng đã mua cả 4 chiếc áo thay vì chỉ mua một chiếc, bởi vì họ cảm thấy mình sẽ nhận được ưu đãi tốt nhất khi mua chiếc áo thứ tư chỉ với 1 đô la. Như vậy, tổng giá bán cho 4 chiếc áo là 100 đô la, trong khi chi phí nhập hàng chỉ là 10 đô la cho mỗi chiếc. Điều này có nghĩa là với mỗi bộ 4 chiếc áo, anh ấy lãi được 60 đô la. Chiến thuật này không chỉ giúp anh ấy bán được nhiều hàng hơn, mà còn tăng lợi nhuận một cách đáng kể. Sau khi áp dụng phương pháp này, doanh số của anh ấy tăng gấp 4 lần. Bài học từ chiến thuật marketing áo thun. Tạo ra cảm giác ưu đãi không thể bỏ lỡ cho khách hàng. Khi khách hàng thấy rằng họ có thể nhận được một sản phẩm với giá rất rẻ, nếu mua thêm các sản phẩm khác, họ sẽ dễ dàng bị thuyết phục để chi nhiều tiền hơn. Tăng doanh thu bằng cách giảm giá dần theo số lượng. Thay vì bán một sản phẩm với giá cao, bạn có thể khuyến khích khách hàng mua nhiều sản phẩm hơn bằng cách giảm giá từng phần, giúp tăng tổng giá trị đơn hàng. Kết hợp chi phí thấp và giá trị cao. Khi bạn có thể nhập hàng với giá thấp nhưng tạo ra giá trị cảm nhận cao cho khách hàng, bạn sẽ dễ dàng tạo ra lợi nhuận lớn từ chiến thuật marketing thông minh này. Phương pháp thứ 8, mô hình bán gà giá 1 đô la. Câu chuyện thành công tiếp theo là về một doanh nhân trẻ mở một siêu thị nhỏ bán gà với giá chỉ 1 đô la. Bạn có thể nghĩ rằng việc bán gà với giá 1 đô la sẽ không đem lại lợi nhuận. Nhưng thực tế là anh ta đã kiếm được gần 100.000 đô la trong nửa năm nhờ vào chiến lược kinh doanh độc đáo của mình. Trong khu dân cư nơi anh ta mở cửa hàng có khoảng 4 đến 5 siêu thị khác. Nhưng từ khi anh ta bắt đầu bán gà với giá 1 đô la, hầu hết các siêu thị xung quanh đã phải đóng cửa do không thể cạnh tranh.
Vậy làm thế nào để chiến lược bán gà giá rẻ này lại hiệu quả đến vậy? Chiến lược bán gà giá 1 đô la. 1. Bán gà với giá 1 đô la chỉ để thu hút khách hàng. Mục tiêu của việc bán gà giá rẻ không phải là để kiếm tiền trực tiếp từ việc bán gà, mà là để lôi kéo khách hàng đến cửa hàng. Khi đã có khách hàng, bạn sẽ có cơ hội bán thêm nhiều sản phẩm khác cho họ. 2. Điều kiện để mua gà giá 1 đô la. Khách hàng phải mua thêm sản phẩm trị giá ít nhất 5 đô la để đủ điều kiện mua gà giá 1 đô la. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ các sản phẩm khác mà khách hàng mua. 3. Chương trình thẻ thành viên. Khi khách hàng mua đủ 5 đô la và chỉ thêm 1 đô la để nhận gà, bạn sẽ giới thiệu cho họ chương trình thẻ thành viên đặc biệt. Với thẻ thành viên này, khách hàng sẽ nhận được 29 con gà miễn phí nếu họ quay lại cửa hàng và mua hàng trị giá từ 9 đô la trở lên mỗi lần. Điều này tạo ra một lý do hấp dẫn để khách hàng quay lại cửa hàng ít nhất 29 lần, giúp gia tăng doanh thu từ các sản phẩm khác. Lợi ích từ chiến lược này: thu hút khách hàng mới. Gà giá 1 đô la là một cách để thu hút khách hàng mới đến cửa hàng của bạn, đặc biệt là những khách hàng chưa từng đến trước đó. Tăng tần suất mua sắm. Với chương trình thẻ thành viên, khách hàng sẽ quay lại cửa hàng nhiều lần để nhận được con gà miễn phí. Mỗi lần, họ sẽ phải mua thêm sản phẩm trị giá ít nhất 9 đô la. Điều này giúp bạn tăng doanh thu từ các lần mua sắm tiếp theo. Xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Khách hàng sẽ có xu hướng trung thành với cửa hàng của bạn khi họ nhận được ưu đãi đặc biệt và cảm thấy mình luôn nhận được nhiều giá trị hơn so với số tiền bỏ ra. Áp dụng chiến lược này cho các sản phẩm khác. Phương pháp bán gà giá 1 đô la không chỉ giới hạn trong ngành thực phẩm, mà còn có thể áp dụng cho rất nhiều ngành nghề khác nhau. Bạn có thể sử dụng chiến lược này để thu hút khách hàng đến với cửa hàng của mình bằng cách cung cấp một sản phẩm giá rẻ hoặc miễn phí kèm theo điều kiện mua hàng. Ví dụ, nếu bạn kinh doanh các sản phẩm điện tử, bạn có thể tặng miễn phí một chiếc sạc dự phòng hoặc một phụ kiện nhỏ khi khách hàng mua một sản phẩm chính với giá trị nhất định. Điều này sẽ tạo ra động lực mua sắm cho khách hàng, đồng thời giúp bạn tăng doanh thu từ các sản phẩm khác. Phương pháp 9. Tặng sản phẩm miễn phí để giữ chân khách hàng. Chiến lược tặng sản phẩm miễn phí không phải là điều mới mẻ trong kinh doanh, nhưng để áp dụng nó một cách hiệu quả, bạn cần biết cách tối ưu hóa lợi nhuận từ mỗi khách hàng. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tặng sản phẩm miễn phí có thể tạo ra một chuỗi giá trị lâu dài cho doanh nghiệp của bạn. Một ví dụ điển hình là mô hình kinh doanh của các phòng tập gym. Một số phòng tập không thu phí đăng ký ban đầu, mà thay vào đó, họ tặng khách hàng các buổi tập thử miễn phí. Sau khi trải nghiệm dịch vụ, rất nhiều khách hàng đã quyết định đăng ký thẻ thành viên dài hạn, mang lại nguồn thu ổn định cho phòng tập. Bạn có thể áp dụng chiến lược này cho các ngành nghề khác như thời trang, làm đẹp hoặc đồ gia dụng. Bằng cách tặng một sản phẩm nhỏ miễn phí hoặc cho khách hàng dùng thử sản phẩm, bạn có thể thu hút họ quay lại mua thêm các sản phẩm có giá trị cao hơn. Nếu bạn thích những chiến lược này, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều kiến thức kinh doanh giá trị. Chúng tôi đang trên con đường đạt 100.000 người đăng ký và rất mong sự ủng hộ của bạn. Nếu bạn đã đăng ký, hãy bình luận "Tôi đã đăng ký" để chúng tôi biết. Cảm ơn bạn đã xem video này và hãy tiếp tục theo dõi những phương pháp làm giàu tiếp theo. Phương pháp thứ 10, mô hình kiếm tiền tuyệt vời nhất, bán một sản phẩm mà không kiếm tiền trực tiếp từ sản phẩm đó. Có một câu chuyện thú vị về một chủ trang trại cừu, người đã tận dụng một chiến lược kinh doanh độc đáo để kiếm hơn 1 triệu đô la mỗi năm mà không cần phải bán cừu để trực tiếp kiếm lợi. Đây là ví dụ điển hình về cách làm giàu mà không cần kiếm tiền từ chính sản phẩm bán ra. Câu chuyện của chủ trang trại cừu. Chủ trang trại này ban đầu kinh doanh cừu bằng cách bán mỗi con với giá 300 đô la. Tuy nhiên, công việc kinh doanh không suôn sẻ và cừu của ông bị tồn kho nhiều do sự cạnh tranh khốc liệt từ các trang trại xung quanh. Một ngày, một cô gái xinh đẹp đến hỏi mua cừu và ngay lập tức thấy giá 300 đô la là quá cao. Sau khi nghe chủ trang trại phàn nàn về việc bán hàng khó khăn, cô gái đã đề nghị giúp ông kiếm hơn 1 triệu đô la mỗi năm bằng một chiêu thức hoàn toàn mới. Chiến lược xổ số cừu. Cô gái gợi ý rằng, thay vì bán cừu như bình thường, chủ trang trại nên tổ chức một sự kiện xổ số hoành tráng mỗi cuối tuần. Cách thức tổ chức rất đơn giản.
Mỗi người tham gia sẽ trả 4 đô la để có cơ hội trúng thưởng một con cừu trị giá 300 đô la. Điều kiện để quay số là phải đủ 300 người tham gia, tức là tổng số tiền thu về sẽ là 1.200 đô la. Nếu ai đó không trúng giải, họ cũng không bị thiệt thòi vì sẽ được tặng một chai sữa cừu trị giá 4 đô la. Với mô hình này, không chỉ người tham gia cảm thấy vui vẻ và háo hức, mà chủ trang trại cũng thu được lợi nhuận rất lớn. Chi phí để nuôi và duy trì một con cừu chỉ tốn khoảng 155 đô la và sữa cừu thực chất chỉ có giá 1 đô la mỗi chai, nghĩa là với mỗi vòng quay xổ số, chủ trang trại sẽ lãi 750 đô la. Nếu tổ chức 2 ngày mỗi tuần và mỗi ngày tổ chức 2 lần, lợi nhuận một tuần sẽ lên đến 3.000 đô la. Tổng cộng, trong một năm, chủ trang trại có thể kiếm được ít nhất 150.000 đô la, và điều đó vẫn chưa bao gồm những lợi ích tiềm ẩn từ việc quảng bá và tăng lượng khách hàng tham gia. Bài học từ câu chuyện của chủ trang trại: không phải lúc nào cũng cần bán sản phẩm trực tiếp để kiếm tiền. Chủ trang trại không kiếm tiền từ việc bán cừu mà từ việc tổ chức sự kiện thu hút khách hàng. Tận dụng tâm lý khách hàng, việc tham gia xổ số với giá chỉ 4 đô la và được tặng quà khi không trúng giải khiến người tham gia cảm thấy không bị thiệt thòi. Điều này làm tăng lượng người tham gia, từ đó tạo ra lợi nhuận lớn hơn cho doanh nghiệp. Tạo ra giá trị gia tăng từ sản phẩm chính. Sản phẩm chính của trang trại là cừu, nhưng giá trị thực sự đến từ việc tận dụng nó như một phần thưởng hấp dẫn trong sự kiện xổ số. Phương pháp 11. Bán trà với giá cao hơn mà không cần thay đổi sản phẩm. Tiếp theo, chúng ta đến với một câu chuyện khác về một chàng trai trẻ, người đã nghĩ ra một chiến lược độc đáo để bán trà và kiếm lợi nhuận lớn hơn nhiều so với cách thức thông thường. Chàng trai này chỉ có 1.000 đô la và mua được một giỏ trà với giá xỉ. Nếu bán trà theo cách bình thường, anh ta chỉ có thể kiếm được khoảng 500 đô la tiền lãi. Đối với nhiều người, điều này không phải là một con số ấn tượng. Tuy nhiên, thay vì tìm cách giảm chi phí nhập hàng hoặc tăng giá bán, anh ta đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn toàn khác biệt. Một kế hoạch giúp anh ta biến 1.000 đô la thành 10.000 đô la chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Chiến lược bán trà độc đáo. Chàng trai bắt đầu bằng cách tìm đến một người tên Trương Tam và đề nghị bán giỏ trà của mình với giá 1.500 đô la. Tuy nhiên, để tăng thêm sự hấp dẫn, anh ta đưa ra hai lựa chọn cho Trương Tam. Anh có thể lấy giỏ trà ngay lập tức với giá 1.000 đô la. Hoặc, nếu anh đợi một tuần, chàng trai sẽ tặng thêm 100 đô la vào giỏ trà. Điều này có nghĩa là nếu Trương Tam đợi một tuần, anh sẽ nhận được giỏ trà trị giá 1.500 đô la và thêm 100 đô la tiền mặt. Một lời đề nghị hấp dẫn khiến khó ai có thể từ chối. Với sự thuyết phục này, Trương Tam đồng ý đợi một tuần và trả trước cho chàng trai 1.000 đô la. Điều đặc biệt là chàng trai không chỉ dừng lại ở Trương Tam, mà tiếp tục thực hiện chiêu thức này với những người khác như Lý Tứ, Vương Ngũ và tổng cộng là 100 người. Mỗi người đều trả cho anh ta 1.000 đô la để mua giỏ trà. Nhưng không ai biết rằng giỏ trà này thực chất đã được bán nhiều lần. Với 100 người trả tiền, anh ta đã thu về 100.000 đô la chỉ với một giỏ trà duy nhất. Sau khi thu về số tiền lớn, chàng trai dùng 10.000 đô la để mua thêm 150 giỏ trà mới và từ đó chính thức trở thành một nhà cung cấp trà với số vốn lớn. Kế hoạch của anh ta đơn giản nhưng rất hiệu quả, và quan trọng nhất là anh đã biết cách tạo ra giá trị cảm nhận từ một sản phẩm bình thường mà không cần phải thay đổi chính sản phẩm đó. Bài học từ câu chuyện bán trà: tận dụng tâm lý mong muốn giá trị cao của khách hàng. Bằng cách đề nghị Trương Tam và những người khác chờ một tuần để nhận thêm giá trị, chàng trai đã thuyết phục họ bỏ tiền mà không cần phải thay đổi sản phẩm. Điều này dựa trên tâm lý của khách hàng rằng họ sẽ nhận được nhiều hơn nếu chịu đợi. Biến giá trị cảm nhận thành lợi nhuận thực tế. Chàng trai không cần phải thay đổi giỏ trà hay giảm giá sản phẩm. Thay vào đó, anh đã tăng giá trị cảm nhận của giỏ trà thông qua chiến lược hứa hẹn. Điều này giúp anh thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ mà không cần tăng số lượng sản phẩm. Sự khéo léo trong kinh doanh. Đôi khi, thành công không đến từ việc bạn làm nhiều hơn, mà từ cách bạn sử dụng những gì mình đã có một cách thông minh và sáng tạo. Phương pháp 12. Kiếm tiền từ việc kết nối nhu cầu của khách hàng. Một chiến lược kinh doanh thông minh khác là không chỉ bán sản phẩm mà còn kết nối nhu cầu của khách hàng.
Hãy tưởng tượng bạn không sở hữu sản phẩm, không sở hữu nguồn cung nhưng vẫn kiếm được lợi nhuận từ việc bán hàng. Đó chính là cách mà nhiều doanh nhân hiện đại đang áp dụng để làm giàu. Chiến lược kết nối nhu cầu. Thay vì tập trung vào việc bán sản phẩm của riêng mình, bạn có thể làm trung gian giữa nhà cung cấp và người mua. Điều này có thể được thực hiện thông qua các nền tảng trực tuyến, nơi bạn giúp kết nối người mua và nhà cung cấp mà không cần phải sở hữu bất kỳ sản phẩm nào. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm những sản phẩm có nhu cầu cao từ các nhà cung cấp khác nhau, sau đó tạo ra một nền tảng hoặc kênh bán hàng để giới thiệu những sản phẩm này tới khách hàng. Mỗi lần khách hàng mua hàng thông qua bạn, bạn sẽ nhận được một khoản hoa hồng hoặc chênh lệch giá. Với cách làm này, bạn không cần phải đầu tư nhiều vốn ban đầu, mà chỉ cần một chiến lược marketing tốt và kỹ năng kết nối. Bài học từ chiến lược kết nối nhu cầu. Không cần sở hữu sản phẩm để kiếm tiền. Việc làm trung gian giữa nhà cung cấp và khách hàng là một cách tuyệt vời để kiếm lợi nhuận mà không cần phải đầu tư nhiều vốn ban đầu. Tận dụng sức mạnh của Internet, ngày nay, việc kết nối người mua và người bán trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết thông qua các nền tảng trực tuyến. Bạn có thể tận dụng điều này để xây dựng một hệ thống kinh doanh hiệu quả. Tạo ra giá trị bằng cách kết nối nhu cầu. Thành công không chỉ đến từ việc bán sản phẩm, mà còn từ việc kết nối những người có nhu cầu với những người có sản phẩm để bán. Trong phần này, chúng ta đã tìm hiểu thêm hai chiến lược kinh doanh độc đáo, đã giúp bạn tạo ra lợi nhuận khổng lồ mà không cần phải bán sản phẩm trực tiếp. Từ việc tổ chức sự kiện xổ số để tăng doanh thu, đến việc bán trà với giá cao mà không cần thay đổi sản phẩm. Mỗi phương pháp đều dựa trên việc khai thác tâm lý khách hàng và tạo ra giá trị cảm nhận cao hơn so với sản phẩm gốc. Nếu bạn thấy những chiến lược này hữu ích, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều kiến thức kinh doanh giá trị. Chúng tôi đang trên con đường đạt 100.000 người đăng ký và rất mong sự ủng hộ của bạn. Phương pháp thứ 13, khi tư duy sáng tạo đưa bạn đến thành công ngoài mong đợi. Trong thời đại của chúng ta, khái niệm kinh doanh không còn giới hạn trong việc bán sản phẩm và thu lợi nhuận trực tiếp. Các doanh nhân thông minh đã khám phá ra nhiều cách tiếp cận sáng tạo để biến những tình huống tưởng chừng như không lợi nhuận thành những cơ hội kiếm tiền bất ngờ. Hãy cùng xem xét hai câu chuyện dưới đây để hiểu rõ hơn về điều này. Câu chuyện thứ nhất, cô gái bán ô trên vỉa hè. Có một cô gái trẻ đã tìm ra cách để biến hoạt động bán ô vỉa hè vốn không mấy khả quan thành một nguồn thu nhập khổng lồ. Trong một tháng, cô đã kiếm được $300,000, một con số đáng kinh ngạc cho một hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ. Chiến lược của cô gái. Ban đầu, cô gái chỉ ngồi đợi khách mua hàng nhưng không thành công. Sau khi gặp một ông lão thông thái, cô được khuyên nên áp dụng một chiến lược mới. Liên kết chặt chẽ với nhà sản xuất để đặt hàng số lượng lớn với giá vốn thấp, rồi sử dụng các chiến dịch quảng cáo và khuyến mại để tăng lượng tiêu thụ. Cô đã tiếp cận nhà sản xuất ô với đề nghị đặt hàng 10.000 chiếc với giá chỉ $3 mỗi chiếc, sau đó tìm đến các tổ chức đào tạo và thương nhân, sử dụng họ như một kênh quảng cáo mà chỉ tốn một khoản phí nhỏ. Cuối cùng, cô đã sử dụng một chương trình khuyến mại ở siêu thị lớn, nơi mỗi khách hàng tiêu dùng $30 sẽ được tặng một chiếc ô, tạo ra một lượng lớn khách hàng đến mua sắm và nhận ô miễn phí. Với chi phí rất thấp cho mỗi chiếc ô và việc thu hút khách hàng thông qua các kênh quảng cáo khác nhau, cô gái đã bán sạch 100.000 chiếc ô trong vòng một tháng và thu về lợi nhuận đáng kể. Câu chuyện thứ hai, cô gái nông thôn và thùng rác. Một cô gái nông thôn đã sử dụng thùng rác để tạo ra một chiến lược kinh doanh độc đáo. Cô bắt đầu bằng việc đặt mua một lượng lớn thùng rác từ nhà sản xuất và sau đó tặng chúng miễn phí cho cư dân địa phương. Chiến lược của cô gái, sau khi phát miễn phí các thùng rác, cô đã dán số điện thoại của mình lên một mặt của thùng, để khi cư dân cần thu gom phế liệu, họ có thể liên hệ trực tiếp. Cô cũng bán 3 mặt còn lại của thùng rác cho các thợ sửa chữa như điện, gà và ống nước để quảng cáo. Kết quả, cô gái không chỉ không mất tiền khi phát thùng rác miễn phí, mà còn kiếm được lợi nhuận từ việc bán quảng cáo và thu gom phế liệu. Chỉ trong một năm, cô đã kiếm được một khoản tiền mà các ông già thu mua phế liệu mất cả 10 năm mới có thể đạt được. Bài học từ hai câu chuyện. 1. Sáng tạo trong kinh doanh. Không phải chỉ bán sản phẩm theo cách thông thường, mà hãy tìm cách sáng tạo để tiếp cận khách hàng và tạo ra lợi nhuận từ những kênh không mong đợi.
2. Liên kết sản phẩm với các chương trình khuyến mại. Điều này không chỉ giúp bán được sản phẩm mà còn tăng cường trải nghiệm khách hàng, khiến họ cảm thấy được lợi ích hơn là chỉ mua một sản phẩm đơn lẻ. 3. Tận dụng các kênh quảng cáo đa dạng. Việc sử dụng các tổ chức đào tạo, thương nhân và siêu thị như một phần của chiến lược quảng cáo đã giúp cô gái tăng đáng kể lượng tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình kinh doanh này chứng minh rằng với sự sáng tạo và tư duy đúng đắn, bạn không chỉ có thể sinh lợi từ sản phẩm, mà còn có thể tạo ra các giá trị gia tăng đáng kể cho cả doanh nghiệp và khách hàng. Đây là minh chứng rằng, trong kinh doanh, không có giới hạn cho sự sáng tạo và cơ hội luôn rộng mở cho những ai dám nghĩ khác biệt và hành động một cách thông minh. Phương pháp thứ 14. Sử dụng chiến lược miễn phí để tạo ra lợi nhuận lớn. Chúng ta đã khám phá nhiều phương pháp khác nhau để kiếm tiền thông qua các chiến lược kinh doanh thông minh và sáng tạo. Phương pháp cuối cùng trong loạt video này là một ví dụ điển hình về việc sử dụng các ưu đãi miễn phí như một công cụ tiếp thị mạnh mẽ để thu hút khách hàng và tăng doanh thu. Câu chuyện về quán ăn sáng và dầu cháo quẩy miễn phí. Một cô gái trẻ sinh năm 1998 đã mở một quán ăn sáng và áp dụng một chiến lược độc đáo, cung cấp dầu cháo quẩy miễn phí. Cô ấy đã thay đổi tên của quán thành Miễn phí ăn dầu cháo quẩy và quảng cáo rằng khách hàng chỉ cần đến ăn 10 lần liên tiếp sẽ trở thành thành viên của quán và được ăn miễn phí suốt đời. Chiến lược này nghe có vẻ không thể kiếm lợi, nhưng thực tế lại giúp quán ăn của cô kiếm được 60.000 tệ chỉ trong một tháng. Bí mật đằng sau sự thành công. Mặc dù có rất nhiều người đến ăn miễn phí, quán chỉ có một nhân viên phụ trách chiên dầu cháo quẩy và tốc độ phục vụ cũng được giảm chậm lại một cách có chủ ý. Điều này tạo ra hàng dài khách hàng xếp hàng, thu hút thêm nhiều người khác đến quán. Những khách hàng bận rộn, không muốn chờ đợi, thường sẽ chọn mua các món khác như bánh bao, bánh mì và đậu nành, từ đó tạo ra nguồn thu chính cho quán. Cách thức tạo lợi nhuận từ sản phẩm miễn phí, dầu cháo quẩy miễn phí chính là mồi câu để thu hút khách hàng. Quán kiểm soát chặt chẽ số lượng để đảm bảo rằng, mặc dù một số khách có thể ăn miễn phí, họ sẽ tiêu tiền vào các sản phẩm khác có lợi nhuận cao hơn. Đây là một ví dụ điển hình về cách kết hợp tâm lý thích nhận ưu đãi của khách hàng với chiến lược tiếp thị thông minh để tạo ra sản phẩm hot, sau đó sử dụng các sản phẩm khác để kiếm lời. Khám phá những ngành nghề siêu lợi nhuận. Phương pháp này dẫn chúng ta đến một khám phá sâu hơn về những ngành nghề có lợi nhuận khổng lồ mà ít người biết đến. 1. Ngành kính mắt. Chi phí sản xuất thấp nhưng giá bán lại cao ngất ngưỡng. 2. Ngành tóc giả cung cấp nhu cầu không ngừng tăng cho những người bị rụng tóc. 3. Ngành làm đẹp cao cấp. Dù sản phẩm không đắt đỏ, nhưng người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao cho chất lượng và dịch vụ. 4. Ngành bán hàng qua video ngắn và livestream, tạo ra doanh thu khổng lồ nhờ vào sự nổi tiếng và tương tác trực tiếp với khách hàng. 5. Ngành đồ cổ, một lần bán có thể kiếm lợi nhuận cho nhiều năm. 6. Ngành bảo hiểm, thu lợi nhuận lớn từ các hợp đồng giấy. 7. Ngành dược phẩm, chi phí sản xuất thấp nhưng giá trị bán lẻ cao. 8. Ngành răng giả, chi phí thấp nhưng dịch vụ y tế cao giúp giá thành cao. Tư duy cốt lõi của người giàu. Cuối cùng, chúng ta hãy nhắc lại lời khuyên của một doanh nhân thành công. Để kiếm tiền, không chỉ là lao động chân tay mà còn phải thông minh trong kinh doanh, dám mạo hiểm khi đầu tư và khéo léo trong việc sử dụng tài nguyên. Người giàu không chờ đủ tài nguyên mới hành động, mà họ đặt mục tiêu và tìm sách help cam thách hoặc mục tiêu đó. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá 14 cách kiếm tiền tỷ trong 5 năm tới. Những cơ hội vàng mà nếu bạn không nắm bắt ngay bây giờ, có thể bạn sẽ phải đợi đến tận 20 năm sau mới có cơ hội tương tự. Thế giới đang thay đổi chóng mặt, và với những chiến lược đúng đắn, mỗi người đều có thể tận dụng thời cơ để vươn lên, cải thiện cuộc sống tài chính của mình. Điều quan trọng nhất là gì? Không phải chỉ biết về những phương pháp này mà chính là hành động. Thành công không đến từ việc bạn có bao nhiêu kiến thức, mà từ việc bạn làm gì với nó. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, hãy dũng cảm thử thách bản thân và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Nhớ rằng, sự giàu có không đến trong một đêm, nhưng với một lộ trình rõ ràng và sự kiên trì, bạn hoàn toàn có thể biến giấc mơ tài chính thành hiện thực. Chọn cho mình một con đường phù hợp và bắt tay hành động từ bây giờ. Nếu bạn đã xem video này đến cuối, xin vui lòng bình luận "Tôi đã xem đến cuối"
để tôi biết bạn thực sự quan tâm đến việc thay đổi cuộc sống của mình. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của bạn và mong muốn chia sẻ những kiến thức này để giúp bạn đạt được thành công trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để lắng nghe những chia sẻ này. Chúc quý vị và gia đình luôn hạnh phúc, bình an và thành công. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.